Xin chào tất cả anh em nhé. Đây là hình ảnh con rắn lước mà hôm thứ bảy vừa rồi hai cậu cháu mình có đi đánh cá và bắt được nó ở dưới mạch nước. Con này thì mình không cân, nhưng mà mình đoán con này nó phải tầm 4 lạng, vì hôm nay mình mổ thì mình đoán là vậy. Và dưới đây là hình ảnh mà là cậu cháu mình đi đánh cá, anh em theo dõi nha. Từ rắn. Từ từ nhá. Ui giời, đen xì nhỉ. Từ từ. Mùng. Mùng đen xì từ hổ mang, không phải là mùng đấy. Rồi đây. Vào. Rồi để buộc chặt đã, từ từ đã, chờ tí nhá. Thì hôm nay mình có mổ, nhưng mà cái hình ảnh mổ con rắn này thì mình sẽ không quay, vì nó mổ, cái cảnh giết mổ mình không thích. Thì đây là cái đầu của nó, và mình mổ xong mình cho anh em xem nhá. Đấy, thì sau khi mổ xong ấy thì mình có băm lát nó ra, băm nhỏ nó ra. Nhưng mà trước khi mà mình nói tiếp theo, mình cũng nói như này, cái cách mổ rắn như này này thì anh em mổ rạch bụng nó ra đấy, sau rồi anh em lấy hết cái ruột của nó ra, còn lại cái thân của nó ấy, anh em lấy cái nước nóng dội nó vào, nước nóng khoảng 80 độ thôi, dội nó vào, ngâm một tí đấy cho nó cong người lên cái. Thế là mình lấy nó ra, đang mình lấy cái sống dao ấy, mình đánh cái vảy ngoài đi, tức là cái mình gọi là cái da của nó, lột cái xác của nó ấy. Mình đánh nó đi đấy, sau rồi mình sẽ bắt đầu chế biến. Thì đây là cái trên tay mình là cái ruột của con rắn. Con này thì cũng tương đối là béo đấy, thì mình ở đây hình như cái tinh hoàn nói sao ấy. Đấy, thì lấy cái này, lát nữa mình sẽ rửa sạch cho đi và sẽ băm lẫn với cái thân con rắn vừa xong ấy. Thì nó chốc nữa thì mình sẽ cái này nó có cái mỡ của nó, mà với cái ruột của nó có cái độ mềm nhất định của nó, thì chắc chắn là mình sẽ băm mèo mình cùng cái thân nó, thì chắc chắn là nó sẽ rất là ngon đấy. Mình sẽ băm cùng cái thân của nó. Bây giờ đi, mình đi rửa đã. Giờ tiếp tục băm lẫn với cái thân của nó. Bây băm làm sao cho nó nhuyễn đi, cho nhỏ mịn đi. Đấy, cho nó nhuyễn cả cái thân cá với cả thân con rắn đi, với cả con cái ruột đó đi. Đấy, băm đều tay một lúc nó sẽ nhuyễn ra thôi. Đấy, xong bước này thì mình sẽ là cái bước mà mình sẽ phối với cái lá thơm. Đấy, tức là cái rau thơm ấy. Rồi. Giờ lấy cái song để cho con với phần rắn băm xong rồi mình cho vào đây. Rồi để lát nữa mình sẽ phối trộn với cả rau thơm. Rau thơm thì nó có những cái gì? Đấy, mình sau khi nó băm nhỏ nó ra đã cho xong. Rau thơm ý thì nó có cái này là một ý. Anh em sẽ sử dụng là một này, lá lốt và tía tô. Đấy, cộng với cả hành. Cộng với cả ớt và hai quả trứng. Đấy, rau khi nãy là mình đã nhờ mẹ mình đi lấy rau và mẹ đã băm hộ, thì bắt đầu mình cho đây mình trộn. Đấy, thì trong đó có rau lá lốt là một, tía tô là hai, hành là ba và trứng là bốn. Hiện tại là như thế thôi. Lát nữa mình sẽ cho thêm một cái gia vị nữa, mình sẽ nói tiếp. Đấy, bạn đập trứng cho vào, xong rồi đánh đều lên, đánh đều cho nó quyện mấy cái trứng trước đi đã. Đấy, lát nữa cho cái gia vị nữa thì mình sẽ đánh tiếp. Đây nhá, đây là cái một chút tương, anh em cho khoảng hơn hai cái thìa thì ăn phở, thìa nhỏ tương, cộng một chút gia vị, cộng một chút mì chính và một chút đường. Đấy, sau đánh lên mình cho xong lát nữa đánh cuối đều đây. Đấy, xong lát nữa mình cho vào trong nồi. Đấy, đánh cho nó tan cái đường mì chính gia vị đi đã. Đấy, xin lỗi, là có một thêm một chút mắm, cái này cho thêm chút mắm để trước mình rán lên nó tạo cái độ thơm. Đấy, cho hết rồi đó. Đấy, rồi đánh đều tay đi. Đấy, đánh một lúc cho nó đều tay, cho nó đều hết tất cả đi. Đó là ok, chuyển được công đoạn rán. Đấy, ngửi rất là thơm luôn đấy, thơm của mùi gia vị, mùi tương, mùi ớt, các kiểu rất thơm. Rồi, bắt đầu đổ mỡ và bật bếp. Cho mỡ vào đã. Cho dầu. Đun nhá, anh em nhớ là đun ấy thì làm sao cho cái dầu nó đừng có nóng quá, đừng có nóng già quá, nó đạt khoảng 8-90 độ ấy. Thì bắt đầu anh em cho nhân vào, bắt đầu nhân
dùng cái thìa nhá. Lát nữa anh đợi chút xong rồi dùng cái thìa ấy. Mình sẽ dùng cái thìa, mình sẽ múc đổ trực tiếp vào cái chảo luôn, xong anh em sẽ lặn tự lấy cái thìa lặn trong chảo luôn. Như thế thôi chứ đừng có thò tay vào thứ nhất này. Mỡ nó bắn lên nó bọc. Hai là mình dùng thìa thì mình cũng có hiệu quả của nó. Chứ không cần phải dùng tay. Đánh đều nữa khoảng nữa. Đánh đều tí nữa cho nó quện, cho nó nhuyễn đi, cho nó quánh đi. Không xem đấy, mình thò cái thìa vào thì thấy mỡ bắt đầu nó xèo cái đấy. Tức là cái mỡ thì nó cũng tương đối là bắt đầu già rồi. Đấy, bắt đầu bây giờ mình múc vào nhá. Múc cho vào, đấy. Đấy, đổ nhẹ thôi. Anh em lấy cái thìa anh em lắm cho nó tròn tròn thành một cái viên đi. Đấy. Tiếp tục cứ lần lượt như thế thôi. Anh em nhớ lúc này lửa thì đừng có để lửa nó quá to nhá, vì lửa to là nó sẽ phóng lên, mỡ nó sẽ già và nó bắn. Đấy, mình cho vào xong rồi sau đó mình mới tăng lửa lúc ban đầu là tăng lửa to luôn đấy, mình thấy bắt đầu rán sau nó sôi uộc vậy đấy, cố gắng là đừng cho to lửa cho nhỏ đâu. Khi xong thì bắt đầu mình sẽ mới tăng tốc. Còn công gạo bây giờ là cứ phải cho lắm cho nó làm sao nó thành viên, nặn cho thành viên tròn đẹp như đã, trông nhìn nó phải bắt nó thì đã. Đấy, cứ kín chảo nó ok thôi. Nhưng mà thì mình đoán chỗ này nó khoảng tầm hơn 10 viên. Đấy, anh em thấy chưa? Bắt đầu là sôi rồi đấy, mỡ bắt đầu sôi rồi nhá. Xèo xèo đấy. Bắt đầu người có mùi rồi đấy. Đấy. Mùi thơm rồi đấy. Lúc này nó mùi lên nó rất là thơm luôn đấy. Thơm một chút mùi tương, mùi hành, mùi gia vị, rau thơm. Sau khi anh em phóng lửa lên một lúc ấy, nó khoảng 3 phút để cho nó to lên. Xong mình lại bắt đầu là mình hạ lửa xuống. Đừng cho to quá nó sẽ cháy. Vì trong này nó có cả trứng mà. Đấy, cho nhỏ lửa thôi, đợi cho nó liu riu cho nó chín kỹ bên trong. Chứ không muốn cho to lửa nó cháy bên ngoài, cho nó nhìn cái viên nó xấu mà hay nó cháy bên ngoài trong nó vẫn sống. Cái nhỏ lửa liu riu lại. Được khoảng 5 phút xong rồi mình sẽ lật. Để cho nhỏ lửa xuống xong lật nó đi. Lật xong lại cho lửa to tiếp. To xong khoảng 2 phút, để lại cho 2 phút thôi. Lật xong 2 phút nữa là 2 phút xong mình lật. Cho lửa to 2 phút xong lật. Lật dần lửa. Cứ thế điều chỉnh lửa, quan trọng cái điều lửa rất quan trọng nha. Chứ không phải lúc nào lửa to mà không phải lúc nào lửa nhỏ. Vì lúc to lúc nhỏ, lúc mới cho vào là mình sẽ phóng lửa lên luôn cho to. Sau khi phóng khoảng 2 phút thì bắt đầu mình lại cho nhỏ xuống tiếp. Để cho nó tiếp tục nó liu riu. Đấy, nó liu riu. Vậy cái to lửa lên khoảng 2 phút. Sau lại cho lửa nhỏ xuống để cho nó liu riu, cho nó chín kỹ bên trong đi. Thơm lắm anh ạ. Cái rắn này nó cái mùi rất là đặc trưng luôn. Cực thơm luôn. Chờ tí. Đấy, bây giờ cho nhỏ lửa cho nó liu riu thế thôi. Đợi một khoảng 3 phút nữa là chắc chắn là chín. Đấy, xong mẻ đầu tiên nhá. Cũng đơn giản lắm, không có gì là cầu kỳ đâu. Biết cách một chút thôi. Đấy, mình cho một chút cho kỹ để bắt đầu nó tăng lửa lấy màu vậy. Cho nó cháy vàng đều để lấy màu. Úi giời, mỡ bắn lắm. Đó, bây giờ cho ra đĩa, mẻ đầu tiên đã ra đĩa. Đấy. Tuyệt vời luôn. Khi ăn thử đâu như là ngửi cái mùi là nó thấy sướng, tê mũi luôn, rão rực cả người luôn. Mẹ đầu là mình lặn được 6 viên, nó to bằng cái trong lòng bàn tay mình, tròn bằng lòng bàn tay mình, bằng cái bánh chunko pie.
lấy hết cái vụn ra thì chốc nữa mình đun tiếp nó cháy thì nó phí, hay nó tạo được nó tạo được cái độ khét trong mỡ, trong dầu. Rồi tiếp tục mẻ thứ hai, lại cứ để nhỏ lửa nhá, đừng cho to lửa, bao giờ cho hết và đã nặn đẹp đẽ ok xong rồi mới tăng tốc lửa tiếp. Mẹ này được 4 viên. Đấy, do to lửa này đúng không? Phóng lửa đấy. Phóng lửa to. Để cho nó chín, chín ép luôn cái viên rắn này, không nhỏ lửa là nó sẽ vỡ, vỡ viên bánh nha. Đấy anh em nhìn mẹ đầu được chưa? Đấy. Nhìn bắt mắt lắm. Bình thường một số người người ta sẽ cho thêm nghệ, nghệ để lấy cái màu, nhưng thực ra khi nghệ mà đã cho vào chiên rồi rán ấy, nó khó lên màu lắm, vì là nó cái dầu nóng nó sẽ làm cháy xỉn màu, nên là cũng không cần thiết. Thì trong này mình đã cho hành rồi, cho rau thơm rồi đấy, cho thêm một chút tương, chút mắm rồi đấy, nó sẽ tạo mùi lên rồi đấy. Cho nên là cái bước này mình cũng nói nhanh một chút thôi, nhưng mà thực ra là đã bắt đầu là ok, là chín rồi đấy. Đấy còn 4 viên cuối mà cho đốt ra đĩa là chuẩn bị rượu thôi. Thơm lắm. Đấy, anh em bây giờ cho mấy cái ngọn rau thơm lên bên trên ấy, nhìn trông nó có đúng là con rắn nó rúc ở dưới cỏ không? Nhìn nó bắt mắt thôi. Bắt mắt thì mình trông mình ăn nó sẽ có cảm giác là ngon. Cho gần này anh em nhìn này. Trông này nó là 10 viên đấy. Đấy, cho nó đưa ra mâm thôi. Chuẩn bị chiến đấu. Hôm nay cháu thì nó lại phải đi làm, đâu là không ở nhà uống rượu được. Bố gọi bố của cháu, nhưng mà bố cháu lại đang bị nhiệt mồm không uống. Hôm nay có ông anh con nhà bà thứ hai, anh qua chơi ở nhà ở đây gần đây thôi. Anh không đi làm, anh ở nhà. Thế là mời anh ở đây uống rượu luôn. Đấy, cái chai này chai lít rưỡi một chỗ đấy, được khoảng chắc là lửa lít đấy, hai anh em cắt thôi. Ông cụ già thì lại uống rượu riêng, uống rượu ngâm riêng. Còn hai anh em cứ tẩn cái chai rượu nếp, rượu trắng, có chút nếp nước gạo nếp ấy. Nếp để đun rượu ấy. Đấy. Thôi, bây giờ là đến giờ ăn rồi, chắc mọi người cũng đang nói chuyện, mình không review, không thuật lại nữa. Lúc nãy là mình sẽ thuật lại, bởi vì quá trình mình làm mình sẽ rất nhiều cái động tác chi tiết nhỏ, cho nên không thể vừa làm vừa nói được, câu vừa mất thời gian lắm. Cho nên bây giờ ngồi review lại và một thuật lại những cái đoạn mà mình không có âm thanh lúc mình làm mình nói, nhưng mà tất cả những gì mình nói là đều là những cái thực tế. Đấy, chia sẻ với tất cả anh em, nếu anh em nào bắt được rắn hoặc là có nhu cầu mua được rắn thì về nhà tự làm cách như này ăn nó rất là ngon, thật sự luôn. Chứ quán xá nó thành, người ta làm thành hoa lá cành thôi, làm màu mè thôi, chứ nó thành ăn chất, phải nhà mình mới là chất. Đấy, thôi đây là cái clip mà lần đầu tiên mình làm cái chả rắn này ở nhà. Tất nhiên ở ngoài một số ngày trước mình đi gặp anh em cũng đã làm rồi, kể cả hổ mang luôn, đấy, kể cả kỳ đà luôn. Thế nhưng mà ngược lại là hôm nay ở nhà mới có điều kiện, có con rắn có điều kiện nào này cũng cảm thấy vui thú vị. Tất bây giờ thì mình cũng xin chào anh em nhé, và anh em nào mà bắt được rắn thì cũng làm như tôi ấy. Ăn cả là tuyệt vời luôn, thực sự luôn đấy, ăn không rồi tôi dám nói thật là rất là tuyệt vời luôn. Đó, xin chào anh em nhé, hy vọng là anh em xem cái clip mình làm này thì rất là thú vị, và có vấn đề gì tất nhiên nó không được hoàn thiện, là cũng là hoàn chỉnh, anh em thông cảm nhé. Xin chào anh em. Ông ngồi xe cho ông ngồi đi sợ. Cháu hỏi thật đấy, để cháu biết chứ đừng bảo.
Mày đi nhanh quá, đi chậm không? Tao sợ đi. Cái bảo đi biết này. Biết nhận ra đấy là đúng. Đã lên bạn gì. Ông nhà tự giả cái rắn này không được được như thịt đâu, nhưng mà cái chậm chậm cũng là ngon. Rắn là quá ăn bom tía, nhưng mà không thể rắn này. À, phải ăn những cái rắn. Rã thì không còn cái vị gì của rắn mà. Nó băng này nó ngon. Chả nhái nhé. Chả nhái nó to mà cái xem nó nghĩa ra lúc ăn nó cũng như là chả cá, mềm chủng. Cái của tôi xưa rồi anh cầu khẩu thôi. Nó gặp lại rắn mồm để ăn rồi là ngon. Ôi giờ cho nó bảo chỉ là rắn nước trong chứ mà không ăn được, không có được nào bán cho. Đây là rắn nước con đen đen đấy. Rắn mồm đúng rồi. Rắn nước là rắn nước. Rắn nước là bụng nó to, ngắn người nó hôi. Con này bụng to, bụng dưới to. Rắn nước ấy, nó bụng dưới rồi. Không phải, nhưng mà rắn nước cũng xanh nữa, con này nó rắn mồm nó có chấm. Chấm hoa đen lên xì mà. À, hơi rắn nước. Còn rắn hoa phía nó hoa nhô hoa phía mùi. Ủa nhưng mùi của rắn nó khác là ai đã ngửi đến mùi khác rồi. Rắn hoa nó mùi gì tơ. Còn cá đàn đang có món chả gì mùi thơ. Ông này bảo đi vào ăn cháo mà nhà hết cả khách rồi. Chưa khách đi. Trên dưới mà đi ăn thì cách ông cháu đi ở cuối thì bảo gọi thêm đĩa đậu nó còn hết. Hai ông con đi là đã số ông 77, cháu 79, hai cái bà mà không có mặt ở đấy là quay vào.